Trân trọng kính chào quý khán giả đến với đài truyền hình VBS. Hôm nay Xuân Lan và Phương Anh rất là hân hạnh được giới thiệu một chương trình mới lần đầu tiên đặc biệt phát sóng trên kênh 57.6 của đài truyền hình VBS và Galaxy 19 trên toàn nước Mỹ và Canada. Chương trình có tên gọi là Mắt Nhỏ Nhau Nghe. Quý vị cũng biết đó, VBS thì từ lâu nay đã có tiếng với những cái chương trình tin tức, chương trình về tôn giáo hay là cung cấp những kiến thức về sức khỏe trong cuộc sống qua những cái sản phẩm được chúng tôi giới thiệu trên đài. Những cái sản phẩm này có nguồn gốc từ dược thảo, góp phần hỗ trợ cải thiện những vấn đề về sức khỏe trong cuộc sống của quý vị. Và hôm nay thì cũng trong cái tinh thần đó, chúng tôi rất là hân hạnh được mang đến cho quý vị một chương trình mới. Đây sẽ được coi như là một dạng tạp chí truyền hình về sức khỏe và sắc đẹp, là nơi chúng ta cùng Mắt Nhỏ chia sẻ và gửi đến quý khán giả những cái bí kíp, những cái bí quyết để chúng ta có thể chăm sóc cho sức khỏe và cuộc sống của chúng ta được tốt hơn. Những cái kiến thức này chúng tôi cố gắng cập nhật trong tháng, trong tuần, và những cái xu hướng về thời trang, make up cũng như là của tất cả mọi giới trong cuộc sống chúng ta. Quan trọng hơn hết là cũng có thể giúp cho quý khán giả được có những cái sự hiểu biết nhiều hơn về mọi sự trong cuộc sống chung quanh qua cái phần tư vấn của những chuyên gia, những khách mời mà chúng tôi được mời đến trong chương trình. Tất cả thì nhằm mang lại cho quý vị một cuộc sống chất lượng hơn, vui vẻ hơn, vì dù ở độ tuổi nào đi chăng nữa thì Mắt Nhỏ Nhau Nghe đều dành cho cả đàn ông lẫn đàn bà. Và chào đón quý vị đến với bàn tròn Mắt Nhỏ Nhau Nghe và giới thiệu co-host của chương trình, Phương Anh. Phương Anh xin kính chào quý vị khán giả. Mắt Nhỏ Nhau Nghe đặc biệt phát sóng trên kênh truyền hình VBS 57.6 và Galaxy 19 trên toàn nước Mỹ và Canada với khung giờ là 3 đến 5 giờ chiều thứ ba hàng tuần. Kính mời quý khán giả đón theo dõi. Và chúng tôi cũng không quên nhắc quý vị rằng là vẻ đẹp riêng có của mỗi chúng ta, cho dù ở một độ tuổi nào đó nữa, thì chúng ta có thể khoác lên mình những cái bộ cánh hoàn hảo nhất, những cái lớp make up thời trang mà đẹp đẽ nhất, thì nó cũng phải toát ra từ một cái cơ thể khỏe mạnh, từ một cái nguồn năng lượng sống từ chính trong cơ thể của chúng ta. Và chúng ta hãy bổ trợ thêm cho sức khỏe và sắc đẹp của mình bằng những loại dược thảo thiên nhiên quý hiếm từ ngàn đời mà thiên nhiên đã ban tặng cho chúng ta. Đó cũng là cách thể hiện chúng ta trân quý bản thân mình, yêu thương những cái người xung quanh mình, thì chúng ta phải bồi bổ, bổ trợ cho sức khỏe của mình một cách tốt nhất thì chúng ta mới có thời gian chăm sóc đến họ. Và chúng ta không yêu thương bản thân mình, không yêu đời thì không có một cái loại lớp make up hay cái loại quần áo trang phục nào có thể giúp cho chúng ta được một cái vẻ hấp dẫn và một cái sức khỏe tốt đẹp. Vâng, thưa chị Xuân Lan, Mắt Nhỏ Nhau Nghe hân hạnh nhận được sự bảo trợ của sản phẩm Livercare, một dược thảo cao cấp của nhà sản xuất VBS, một sản phẩm tuyệt vời trong việc bổ thận và bảo vệ gan, giúp hỗ trợ điều trị những chứng bệnh về gan và thận. Vâng, thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ điểm qua một vài xu hướng về cách làm đẹp cũng như là phục trang cho mình. Có lẽ sự kiện đám cưới trong mơ của diễn viên xinh đẹp người Mỹ gốc Phi Meghan Markle với hoàng tử Harry vào ngày 19 tháng 5 vừa qua là sự kiện quan tâm nhiều nhất trong giới truyền thông, giới giải trí thời gian qua. Đám cưới được tổ chức tại nhà nguyện St. George với sự có mặt của 600 khách mời, gồm thành viên Hoàng gia Anh và những người nổi tiếng trên nhiều lĩnh vực. Được truyền hình trực tiếp trên nhiều kênh truyền hình của Mỹ và thu hút trên 29 triệu người xem truyền hình và gần 7 triệu người dùng trên các mạng xã hội. Bỏ qua các phân tích đánh giá về cô dâu và chú rể vì đã có quá nhiều bản tin, quá nhiều bài báo nói về điều này. Mắt Nhỏ Nhau Nghe chia sẻ với quý vị khía cạnh thời trang, phải nói là nổi bật trong các đám cưới đặc biệt là đám cưới hoàng gia. Với những đám cưới hoàng gia thì Xuân Lan xin được nhắc với quý vị điều này. Ngắm thời trang tại các đám cưới của hoàng gia mà bỏ lỡ đi cái cơ hội chúng ta chiêm ngưỡng những chiếc mũ xinh đẹp trên đầu các quý bà quý cô thì quả là chúng ta đã bỏ qua một cái đặc sản, phải dùng từ đặc sản của cái giới quý tộc rồi. Và sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với những cái hình ảnh mà Xuân Lan và Phương Anh vừa giới thiệu trong cái đám cưới hoàng gia này. Nếu hỏi đâu là món phụ kiện thời trang đậm nét hoàng gia nhất, câu trả lời chắc chắn sẽ là chiếc mũ. Đó
Đó không phải là chiếc mũ bình thường bạn thấy hàng ngày, mà chúng được thiết kế tinh xảo, đầy tính nghệ thuật mà người ta khó có thể tưởng tượng ra sẽ ứng dụng như thế nào trong đời thường. Ngoài các nữ hoàng, công nương, công chúa, nữ ba tước hay khách quý của hoàng gia trong những sự kiện long trọng nhất. Những chiếc mũ này là thứ mà các quý bà, quý cô bắt buộc phải diện trong những sự kiện hoàng gia, mà đám cưới giữa hoàng tử Anh Harry và công nương Meghan Markle mới đây là một ví dụ. Đó là lý do mà bạn thấy tất cả những khách mời nữ trong đám cưới, từ hoàng thân quốc thích cho đến các ngôi sao đều đội mũ. Dự đám cưới hoàng gia, khách mời nữ phải tuân thủ quy tắc ăn mặc khá là ngặt nghèo. Điển hình là trang phục phải thật kín đáo, không được để lộ vai, và váy phải dài ít nhất là đến đầu gối. Riêng mũ thì không có bất cứ giới hạn nào, ngoại trừ kích thước không nên quá to để tránh gây cản tầm nhìn của người khác. Nên các quý bà, quý cô có thể thỏa sức thể hiện cá tính với những chiếc mũ lạ mắt nhất, cầu kỳ nhất. Giới báo chí đã bầu chọn ra 15 chiếc mũ ấn tượng nhất mà Mắt Nhỏ Nhau Nghe cùng giới thiệu đến quý vị ngày hôm nay. Đầu tiên phải kể đến công nương Kate Middleton, vợ hoàng tử William, anh trai của chú rể Harry, và dĩ nhiên Kate cũng trở thành chị em dâu với Meghan từ ngày hôm nay. Không chỉ có lựa chọn trang phục đầy tinh tế, công nương Kate Middleton còn được khen ngợi hết lời với chiếc mũ hoa màu kem tuyệt đẹp, thiết kế vừa trang nhã lại vừa rạng rỡ như sắc đẹp của công nương đến từ Philip Tracy, thương hiệu được lòng rất nhiều nhân vật của hoàng gia. Cháu gái công nương Jane, Kitty Spencer, cũng diện mũ của Philip Tracy. Chiếc mũ có thiết kế nhỏ nhắn, gọn gàng, đi kèm mạng che mặt tông sô tông với bộ váy của cô. Diện gam màu vàng rực rỡ như nắng mai, Amor Clooney chắc chắn là một trong những khách mời nổi bật nhất tại lễ cưới lần này. Chiếc mũ khả ái với thiết kế rộng vành, thanh mảnh đi kèm mạng che mặt này đến từ thương hiệu Stephen John. Victoria Beckham đã chinh phục cả những tín đồ thời trang khó tính nhất với bộ cánh màu navy sang trọng tuyệt đối. Không thể phủ nhận, chiếc mũ Stephen John tinh tế với mạng che mặt đầy quyến rũ đã góp phần không nhỏ trong việc đào tạo nên diện mạo hoàn hảo của bà Beck. Nụ cười của Johnston hay chiếc mũ hoa nở lộng lẫy của cô rạng người hơn. Thật khó để phân định, chỉ biết rằng nữ ca sĩ thực hiện khiến người nhìn phải ngây ra vài giây vì diện mạo quá đỗi đài các và tràn đầy sức sống của mình. Nữ bá tước Karen Spencer đầy uy quyền và lộng lẫy trong bộ đầm màu tím với điểm nhấn là chiếc mũ đính nơ sang trọng. Thưa quý vị, Julia Carey, vợ của MC James Corden, là khách mời sở hữu chiếc mũ khiêm tốn nhất, nhưng lại không hề khiêm tốn chút nào về độ sang trọng và tinh tế. Còn nữ công tước xứ Cornwall, Camilla, với chiếc mũ đồ sộ màu hồng pastel. Có lẽ nên gọi món phụ kiện trên đầu nữ hoàng quần vợt Serena Williams là một tác phẩm nghệ thuật hơn là một chiếc mũ. Chiếc mũ cói mềm mại và thiết kế đầy uyển chuyển thực sự ăn rơ với chiếc đầm của Sophia Wellesley, vợ nam ca sĩ James Blunt. Laura Inskip, vợ của bạn thân hoàng tử Harry, với một đóa hoa mong manh bay bổng đậu trên mái tóc. Pippa Middleton, em gái công nương Kate, chọn thiết kế mũ hoàng gia cổ điển, không quá lớn nhưng vô cùng bắt mắt. Một số khách mời cùng chọn mũ màu navy với chi tiết hoa cỏ trang trí đơn cử như là người mẫu Sabrina Dyer, nữ diễn viên Abigail Spencer và Jessie Davey, bạn gái cũ của hoàng tử Harry.